Xin được mở đầu với phần tin từ sáng đến tối hôm nay với một thông tin vui. Theo quyết định điều hành giá xăng dầu của Bộ Công Thương thì từ 15 giờ chiều ngày hôm nay, giá xăng dầu sẽ giảm từ 391 đồng cho đến 1.246 đồng một lít tùy loại. Cụ thể, sau khi được điều chỉnh thì giá các mặt hàng xăng dầu như sau: xăng RON 92 và xăng E5 đồng loạt giảm 391 đồng một lít, dầu diesel giảm 1.246 đồng một lít, dầu hỏa giảm 1.136 đồng một lít và dầu ma dút giảm xuống còn 942 đồng một kg. Như vậy, sau khi giảm thì giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn với giá cơ sở. Trong đó, xăng RON 92 không cao hơn 16.405 đồng một lít, xăng E5 không cao hơn 15.910 đồng một lít. Trong năm 2015, giá xăng đã được điều chỉnh 6 lần tăng và 12 lần giảm. Và so với đầu năm, giá xăng đã giảm 1.170 đồng một lít. Đây có thể là lần giảm giá xăng cuối cùng trong năm nay. Vâng, giá dầu thô giảm thì sẽ khiến ngân sách của chúng ta gặp khó khăn bởi vì chúng ta là một nước xuất khẩu dầu thô, nhưng mà sẽ mang lại một niềm vui lớn cho người dân cũng như là các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp vận tải. Dù chưa phải là mức rẻ nhất kể từ đầu năm đến nay, song việc xăng giảm giá thì vẫn được coi là một tín hiệu tích cực đối với người tiêu dùng. Đã lâu lắm rồi thì chúng ta không thấy người dân kêu ca hay bức xúc về việc xăng tăng giá nữa. Tôi còn nhớ là khoảng 2-3 năm trước thì mỗi lần xăng tăng giá, thậm chí là tăng rất cao thì đã có rất nhiều bức tranh, rất nhiều bài hát, nhạc chế để phàn nàn về cái việc tăng giá xăng như vậy. Và từ khi chúng ta có một quy định mới trong việc điều hành giá xăng thì cái tình trạng này đã không còn nữa, và tôi nghĩ rằng là sang năm 2016 thì từ phía người dân, từ phía người tiêu dùng thì họ vẫn cứ muốn là giá xăng duy trì ở một cái mức ổn định như vậy thì sẽ bớt cho họ một gánh nặng. Thế nhưng thưa anh Phước, là không phải cứ giá xăng dầu rẻ thì là tốt, bởi vì Venezuela, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn, là nước có giá xăng rẻ nhất ở thế giới, thì ở mức là, tôi nhớ không lầm, là 0,02 đô la Mỹ một lít, tương đương với khoảng 449,2 đồng tiền Việt Nam của mình một lít, tức là đổ 482 lít xăng thì chỉ tốn là 1 đô la Mỹ thôi. Và nhiều người nói rằng giá một lít xăng rẻ hơn cả một chai nước, chỉ tương đương một cái kẹo. Tuy nhiên, chính việc nhà nước trợ giá xăng dầu kéo dài gần như là cho không suốt 18 năm qua đã khiến cho kinh tế nước này ngày một khó khăn hơn trong bối cảnh giá dầu thế giới đang giảm mạnh trong thời gian qua.